hồi nãy cũng có sẻ chia sẻ với chú Cầm đó, cuộc sống mà bất cứ quốc gia xã hội nào cũng vậy, nó cũng phải có điều này điều kia, nó cũng phải gặp chuyện này chuyện nọ. Mà cái quan trọng mà chúng ta phải có một cái ánh nhìn hoặc là cái những cái tích cực nhìn nhận vấn đề một cách nó thấu đáo hơn, thì chắc chắn chúng ta sẽ có những hành động, những câu chuyện nó sẽ khác, đúng không ạ? Ok, con chào lại bố Cầm, xin mời bố. Ok, góc nhìn cộng viễn tái xuất giang hồ à. Vậy Chẳng là con đó thì bố mới đọc tin bố nói là ở đây những cái lúc mà gần đây nó thuộc về cái dạng kêu bằng những cái thế lực chống phá nó sành xí đúng lắm. Thì mấy lúc gần đây thì bố thấy là một kênh YouTube mà bố thấy là rất là hài lòng. Hài lòng ở đây không phải là mình định bợ gì cả, nhưng mà dám nói lên cái sự thật có là thì cái kênh đó là của anh chàng của tên là Minh Giang và tên là Trực Diện TV. Thì ở đây anh nói rất rất anh nói công tâm mà nói thì mình không biết ảnh đâu, mình không khen ngợi gì cái đâu, nhưng mà anh chàng này nói lên cái điều là nói thật à, mình chỉ khoái khoái cái điều đó thôi. Còn cái chuyện á, ở một đất nước nào, một cái xã hội nào thì mình phải hiểu rằng tất cả mọi đất nước đều phải có cái sự tiêu cực, cái chuyện đó mình không không tránh khỏi, bởi vì nó có nó tỷ lệ thuận với phát triển. Khi anh giàu có thì cái tỷ lệ thuận của cái sự gọi như là tiêu cực đó, nó càng lên cao. Ví dụ như rồi ma túy cái điếm ăn theo vũ trường khách sạn chúng tôi, bởi vì anh có tiền anh mới đi chơi, có chơi thì nó mới phát sinh ra cái điều đó, cái đó mình không bàn cãi. Nhưng mà ở đây mình muốn nói cái điều là mình cũng khen ngợi một câu là anh chàng này mình cũng mới biết đây cũng vài tháng thôi, nhưng mà mình thấy công tâm mình nói là thì anh chàng này đưa ra những cái lý luận rất tinh tế. Ví dụ như hãy như là kỳ rồi bác tổng bí thư nhà mình ông Nguyễn Phú Trọng hôm đi qua bên Trung Quốc được Trung Quốc ca chào đón một cách rất là coi như trọng thị, thì sau khi về đấy thì tuyên bố là của bác Trọng với lại của phía bên Trung Quốc là coi như là tất cả mọi hai nước tuần tra chung trên biển. Cái chuyện đó là bình thường thôi, khi anh bàn giao thấy không có gì, mà cái điều đó mình cảm thấy tốt nữa là bởi vì nói như anh như vậy cứ làm trách nhiệm của anh giữ, cái trách nhiệm của tôi giữ, tôi và anh cùng làm hợp tác trên vấn đề Biển Đông, Hữu mình thấy rất là nghị, ok, anh rất nó rất thể hiện ok, sự hữu nghị đúng rồi. đó. Nhưng mà nó cũng chống nó khổ vậy đó, khổ vậy đó, nó chống tại sao phải đi chơi nó mà ta thấy tôi ngoại được, đây là nó đưa ra những cái lý luận mà mình cảm thấy là góc nhìn cầm quyển đó, thấy chưa, kỳ lắm, nó kỳ cục gì đó, nó kỳ còn lạnh cái gì nó cũng nói được. Mà tôi ba tuần tra chung ngày xưa mình chỉ sợ, đây là mình nói một người dân nha, một người dân dược tiểu đối với một thằng Trung Quốc thì nó quá bự, mình không có nói nữa, mình thì quá quá nhỏ đối với nó, mình chưa bằng một cái tỉnh Kiết Giang của nó phải hiểu cái điều đó đó là như vậy. Nhưng mà cái vị thế của Việt Nam bây giờ làm nó cũng e dè đây là cái tinh thần bất khuất và cái tinh thần chống ngoại xâm của mình từ hồi xưa cả ngàn năm nay đối với nó cũng để chứ, phải đúng không, mình không làm được gì đâu đó. Thì bây giờ khi mà đạt được một thỏa thuận mà tao với mày tuần tra chung trên biển, đúng cái đó là mình khoái rồi, đúng là tao với mày ngang hàng rồi, không có sợ nữa phải không. Nhưng ngược lại ảnh cũng chống, rồi nó chống cái nó kêu cái gì nó cũng chống và chống tất cả cái gì chống, mai mốt tao con gái nó chống luôn cơm Việt Nam, nó chống luôn rau muống, nó chống lên cà phả mắm nó chống hết rồi. Ông ấy nó ăn cái gì tao không biết mà nó chống hết đi. Con khóa nhất nó chống gì biết không bố? Con khóa Sao nhất là nó chống nó đừng về Việt Nam nữa, đúng rồi, rồi thậm chí đúng nó rồi đúng không? đúng Đó, rồi chống cái đó là khóa đúng nhất á, đừng về Việt Nam nữa. khổ vậy thôi, thiệt rồi tao nói mày từ lâu rồi mày chống thôi, rồi ok tiền mày đừng có xài tiền Việt Nam, xài tiền đô thôi. Ở Việt Nam thì bán nhân dưới cùi là không xài giấy vệ sinh, là không giấy quần áo giấy sổ các cái, mày chống hết cơm gạo mày chống tốt luôn đủ, mà đừng ăn Đúng rồi. mày mày ăn hamburger với mày ăn KFC với mày mày ăn hết đi, đừng có xài cái gì của Việt Nam cả, vậy mới là chống đúng không. Đúng rồi. Khổ vậy. Làm lợi ích, làm khi chúng ta đạt được một cái sự thỏa thuận giữa Biển Đông, tức là những loại bớt ở đây chỉ loại bớt là giảm thiểu cái sự là thù địch ở nước ngoài, thì người dân ta lại cái sự hạnh phúc và cái sự tăng trưởng nó càng lên cao, mày đồng ý không? Tao là anh mà mày phá hoài sao được, một thằng xây thằng đập thì làm sao được, bây giờ nó không đập nữa mình xây đương nhiên là mình phải tốt hơn rồi, không nó không chịu, trong khi đó có được hưởng quyền lợi có nó luôn đó, hiểu không? Nhưng mà nó không chịu, nó kỳ vậy đó.
rồi là chống mà chống tới chết luôn, mà chống được mà chống khổ thân biết thành chống gậy luôn, ta khổ em. Và ta muốn nói cái vấn đề đó, người ta mới đọc cái thằng là Bình Giang đó mới lên một cái clip là Việt Nam và Trung Quốc tuần tra chung trên biển Đông có gì lạ, có gì lạ không, mà nó cũng chống có chống lên nữa kìa, có chống lên nữa kìa, luôn. bồ cánh tay đưa lên Dạ, cánh tay cánh tay đưa đưa lên. ngạc nhiên chưa. Quân lệnh như sơn, tức nhiên là gì? Như sao? Tức là khi mà một ông tướng coi như là thống soái hoặc là một cái gì đó mà ra ngoài mày chủ soái đi đúng không, gọi chủ soái đi à, đúng không, chủ soái là đại khái, đại nguyên soái, chủ soái là đại khái, mày coi phim tàu đó đúng, mà nếu anh không nếu anh cải định là được đem ra kia chặt đầu thì không có chỗ nữa, nên chi đó là quân pháp, đó là một cái sức mạnh của quân đội, nó hẳn là vậy. Nhắc lại chút xíu nữa, ở đây mình không mà đã phá ai, mình không chống phá ai, nhưng mình nói cái điều này. Năm 1975, sau khi mà chúng ta được giải phóng, á, tức là trước cái giải phóng, á, thì trong đó ông Nguyễn Văn Thiệu đã bỏ đi. Thì ông Dương Văn Minh lên kế nghiệp. Dương Văn Minh là gì? Dương Văn Minh là người kế tục của một người đứng cao cấp nhất của cái thời kỳ đó ở trong miền Nam Việt Nam. Tư lệnh, gọi là tư lệnh đấy đúng không? Cho rằng là hơn tư lệnh quân đội của ông này, coi như là như kim luôn mà, tổng thống mà, kim luôn, tổng thống một nước và kim luôn cho tổng tư lệnh của quân đội, thì ra tuyên bố đầu hàng. Cái đó là gì? Đó là quân lệnh và quân kỷ, thì tất cả mọi người lính của Việt Nam Hòa đều buông xuống bỏ xuống đầu hàng. Đó, thì ở đây nó muốn nói cái gì rồi? Danh dự trách nhiệm, mày tôi không tiếp mày nói mà làm cái đây là danh dự trách nhiệm ở đâu, thì tôi nói mày nghe nè, ở đây nó thể hiện cái điều này, anh không tuân thủ theo một cái pháp lệnh hoặc một cái quân lệnh của một vị đại tướng, một vị thống soái, một vị lãnh đạo của đất nước miền Nam Việt Nam, cái đó nó nói lên là cái gì? Cái đó là anh là một phần tử coi như là gọi là loạn chống quân lệnh. Loạn quân, loạn quân, cái điều đó nếu mà theo sự sách tàu luật nhà binh á, gọi luật nhà binh á là sẽ bắn rồi, bắn tại chỗ, để bắn mẹ rồi, bắn tại chỗ luôn, đúng rồi. À, còn sót lại một số người chạy qua nước ngoài bắt đầu đình chống, à, nó buồn cười cho đó. Ở đây mình nhắc lại một cái câu nữa là quân lệnh nó không có nghiêm. Mày nghĩ sao vậy? Thời kỳ mà còn mà ở Việt Nam mình chưa có giải phóng đâu, thì cái ông Phan Thiện Dân với cái ông Nguyễn Cao Kỳ đó, ông nào lớn hơn ông nào? Dám nói đủ đứng trước mặt không dám nói không? Đúng rồi. Nó có một cười lắm. Ta thấy nó có một cười. Nhưng mà bây giờ bắt đầu khi ông mất rồi, bắt đầu đem ông ra chửi. Ú, nó là phản quốc, nó theo tàu, cái đụng muốn cái chân trời. Đủ mày dứt mày. Dám không? Mày nhớ kỹ ngày xưa là tiếng những câu kia mà tướng cao bồi mà đủ. Mới tên ra mày dám đứng trước mặt mà nói không? Ồ, khổ, nó thiệt lại. Tùng những cái dạng kia hoàng trời à. Nó gọi là gì ta? Ngày xưa á, thì gọi dạng kia mà nhút đầu hùm, nhút đầu hùm. Tớ dám đúng rồi không? Chỉ có can cha Nguyễn Ngọc Quang bắt được can cha mày lén gì cầm không mà xử tử trên đường phố thôi. Đừng có nói cấp tá thôi, hồi xưa là đại tá thôi á, Nguyễn Ngọc Quang thôi. Sở thành viên nhân bằng được không? Mẹ mày dám lên à. Đầu lao cái đâu mà tôi thiệt thì xét lại cái ba cái chữ là danh dự trách nhiệm và kỷ luật gì đó. Là thấy không? Tổ quốc á, danh dự trách nhiệm và tổ quốc. Tổ quốc. Nó không có mẹ gì, không có cái con mẹ gì cả. Đúng rồi. Đâu có làm gì đâu, không cấp trên ra lệnh thì không nghe theo, nghe chưa, rồi chửi rủa tư lệnh rồi xong rồi, nói chung là tổ quốc thì không có, thì tỏ về làm cái gì, nó hoàn toàn nó xe bét hết trên đó. Ok thì ta cứ lên ta bổ sung cái điều đó thôi, và nó buồn cười là chống cái gì cũng chống, ừ mà chống cho tới chết luôn, thấy đó. Rồi thầy Việt Nam nói đi này, ta xuống một chút nhông quá, giờ phải lo thân thôi. Nói quá phải lời thật thôi hả? Ok. Khốn. Trời ơi, chống cái con khỉ gì mà chống, đang bực mình đây mấy ông anh con ông bác ở ngoài Bắc kìa. Mời ông già và già con trong
trong Nam ra ngoài kia ăn Tân Gia ngoài Phú Thọ đó. Ông già ông ra ông nói: "Eo mẹ nó, mấy cái thằng quỷ này nó ở dưới quê mà nó làm cái gì, nó cất cái căn nhà tao nói y như là cái dinh vậy." Đúng rồi. Nhà thằng nào thằng ấy ở ngoài ở Phú Thọ đây, trời ơi, ông nào ông ấy cất căn nhà vĩ đại. Tao coi trên YouTube á, tao coi trên YouTube có cái này bây giờ khủng khiếp nè. Ở ngoài Bắc Ninh á, có một ông gì không biết, tao không biết ông đó ông gì, thì ông cất cái nhà hoàn toàn bằng gỗ, và cái nhà đó là gỗ một gỗ bự, gỗ chạm khắc rồi, nói chung là bằng gỗ, toàn bộ bằng gỗ hết. Trị giá căn nhà đó bằng gỗ không ấy nha, vật liệu không, 30 tỷ. Ông này ở Bắc Ninh thì, Ninh vậy có nhiều bác, nhiều người có tiền họ nói chung rồi, là mấy cái nhà đó, mấy cái nhà đó bên trong người ta điêu khắc tỉ mỉ lắm, mấy cái giá trị dữ lắm, cho nên nó đắt đỏ lắm. Khổ. Thì cái đó mình không nói rồi, nhà thì Việt Nam thì con nói thiệt với bác, chứ bây giờ bác muốn bác kêu tên đi, cỡ nào cũng có đó. Ồ, bác muốn ra mấy trăm tỷ cũng có, mấy chục tỷ có cũng luôn. Có. Tầm cỡ cỡ gì cũng có. Nhưng mà này mình nói dạng như trong gia đình mình thôi, gia đình mình thôi, là ông bác ở ngoài Bắc nè, rồi có mấy ông con trai cũng bằng tuổi con vậy đó. Đúng rồi, gia là... dế lớn hơn. Ông già ra ngoài ăn Tân Gia thôi đó, mời ra ăn Tân Gia mà trời ơi, cứ vô ông này ngày, vô ông kia ngày, nhà ông nào ông nấy bây giờ bành kỳ luôn. Sân á hả thì đậu, cái gì sân á thì để 70 mấy cái bàn mà toàn là lót gạch, nó lót gạch hết, trời nhìn vĩ đại. Mình nói em bên này, em nói chết rồi, chiến này tôi thua rồi, chơi không đấu không lại. Thua từ lâu, thua đây, thua cài mắt. Quá đấu không lại với đại ca mà đó, mấy ông mình đó, mấy ông làm ăn, mấy ông bắt điện ghê quá. Dễ sợ ghê. Không khiếp luôn. Chống đi. Càng chống thì người ta càng phát triển, càng đi lên cao, bên tối ngày, cứ nào là chăm chọ không. Nhưng mà nói tới nó lôi thì cũng phải toàn vậy. Có nhiều khi người ta thấy, ta kêu là ganh ăn tức ở đó mà. Biết vậy rồi. Kiểu nó vậy, thôi kệ nó đi. Khổ. Khổ. Quá thì giống như bác bên Việt Nam thì bác mới qua đây thôi, thì thấy tình hình như Việt Nam như thế nào rồi. Mà nó cứ cãi, nó cứ cãi vậy. Quá nó quyết, nó không quyết, nó không buông tay mà. Kinh thiệt. Không nhận hay. Chính họ còn chống, chống họ nữa mà. Đấy, đúng không? Đấy, chính họ còn chống, chống họ. Thằng này ôm cái thùng đấy, đi thì... nhiều tiền hơn thằng kia ôm cái thùng hoài, à đéo ai cho tiền hết, nó cũng bức xúc, nó môi kia ra nó xử. nó đâu có chịu thua đâu. Khổ vậy đó. À, thì cái mô đen nó là vậy. Ủa, nghe mấy ông đó thì chỉ có nước chết. Mà nói toàn là những cái chuyện mà không có mà. Nó nói toàn là mấy chuyện không có. Tối ngày nó cứ lôi ra nào là ung thư, bệnh tật rồi. Nó bệnh ung thư đó, con đưa lên không biết bao nhiêu lần. Dở cái list ra của CDC hả? Không thấy Việt Nam đâu mà thấy toàn là Mỹ với mấy nước Bắc Âu không à. Tao nói dễ lắm, bây giờ muốn hạ bệ Việt Nam dễ lắm, không có gì khó cả. Mày việc á, qua Liên Hiệp Quốc á, ở Liên Hiệp Quốc á, nó có một cái phái đoàn gọi là đoàn quân tình nguyện của Việt Nam á, tình nguyện để gìn giữ hòa bình. Giờ mày làm sao không biết mà có đoàn quân tình nguyện đó, đủ nó không còn trên thế gian nữa thì mày thành công. U mẹ, không phải qua bên đó đi tới cái châu Phi nó thấy không có Việt Nam vô nó bắn bỏ mẹ. Đủ cái ngộ lắm. Ở cái những cái vùng mà ở đó, những cái vùng mà giao tranh mà nội chiến á, như châu Phi hoặc là chỗ Haiti hay cái những cái vùng châu Phi nào mà đang quýnh nhau ì khèo, thấy Việt Nam tới hai bên không có quýnh đó, để dòng cho Việt Nam vô làm những cái chuyện mà thiện nguyện đại khái vậy. Mà Việt Nam hiện giờ là coi như có uy tín nhất trên cái vấn đề coi như là đi những cái bác cầm nói vậy cho con thêm cái này với anh Thơ Quang đồng ý không. Cái Việt Nam mình lợi hại hơn cái vậy nè. Ngẫm nghĩ công nhận mấy bác rồi mấy chú mấy bác lãnh đạo Việt Nam mình phải nói là có cái trình ngầu thiệt.
thằng Nam Hàn với thằng Bắc Hàn, hai thằng ngụ nó như kẻ thù không đội trời chung, nhưng mà Việt Nam mình chơi chơi hết hai thằng luôn, chơi hết nào chơi rồi thằng ví dụ đi Mỹ với Cuba, ủa có thù nhau vậy đó, nhưng mà Việt Nam tới là chơi hết, rồi thằng nào cũng chơi đó. Bởi vậy người ta mới gọi là ngoại giao khai tre là chỗ đó đó. Dạ, ủa, vô toàn là những cái chỗ mà mấy thằng nó đang me nhau để nó giết nó, nhau à, Việt Nam vô mà tụi, cái nó, là... mà tụi nó buồn cười lắm, tụi nó không thấy cái hay của Việt Nam. Mà nó toàn thấy cái toilet không à, mới là kỳ. Nó thấy hết rồi bà, nó thấy hết, nó không dám nhìn, mà, nó phải nhìn đấy. Qua cái đống rác thôi. Đâu, khổ vậy. Thấy hết đó. Khổ vậy, ok. Làm gì mà không thấy, cái những cái chuyện rồi trơn ngay trước mắt đó, không thấy cái này thì cũng thấy cái kia chứ làm sao mà không thấy được. Mà cứ đuôi cũng thấy mà mờ đúng không? Gọi là có đuôi nữa cũng thấy mà mờ. Đuôi mày mù đi, mày cũng thấy chút xíu. Ủa,